Xin giới thiệu với các bác, hôm nay bên em quay con máy duỗi thẳng và cắt tự động sắp 3 đến 5 mm. Con này là xài điện 220V nha các bác. Tốc độ của nó khoảng 35 m/s. Sử dụng hai motor. Để em dạo một vòng quanh máy cho bác coi về máy nhá. Cái này là cái máng đỡ của nó này. Đó, các bác nhìn không? Máng đỡ của máy này. Đây là dao chặt này. Đó. Đây là cái phần bánh đà của máy này. Cối chặt này. Đó, đây là phần kéo sắt này. Kéo sắt này, đây là phần dàn nắn này. Các bác nhìn không? Dàn nắn sắt. Đây là phần giá đỡ sắt. Sử dụng hai motor. Một motor duỗi và một motor chặt. Đó, các bác nhìn không? Cực thẳng luôn. Thôi hiện tại đang bị rối sắt rồi. Hiện tại là mấy cái đoạn cuối đang bị rối. Bác ơi, thôi bác vẫn để đấy, bác sắp lên cho này cho em. Xem nó có bị bằng không, xem chặt bằng không. Hiện tại đoạn rối nó bị hơi rối ra một tí thì thôi mình bỏ nó đi. Đó. Hiện tại là bằng như cưa luôn các bác. Bằng đét lên đèn luôn, sai số rồi.